nghệ sĩ quốc nghiệp mang giấy tờ trình diện công an sau clip chồng đầu đi xe máy. Sau khi nhận được giấy mời làm việc, nghệ sĩ Siết quốc nghiệp đã mang một số giấy tờ lên làm việc với cơ quan công an về clip chồng đầu đi xe máy gây xôn xao dư luận. Ngày 22 tháng 10, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mời nghệ sĩ Giang Quốc Cơ 39 tuổi và Giang Quốc Nghiệp 34 tuổi đến làm việc về clip chồng đầu đi xe máy đang gây xôn xao dư luận hai nghệ sĩ biểu diễn động tác chồng đầu đi xe máy có sự hỗ trợ của đoàn làm phim. Hiện tại, lực lượng chức năng đã làm việc với nghệ sĩ quốc nghiệp, còn nghệ sĩ quốc cơ không có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh nên sẽ làm việc sau. Bước đầu, phía nghệ sĩ cung cấp cho cơ quan công an thông tin về hợp đồng quảng cáo, giấy phép thực hiện dự án liên quan đến clip chồng đầu đi xe máy. Tại buổi làm việc, nghệ sĩ quốc nghiệp cho biết, anh cùng với anh trai biểu diễn siết trên xe máy theo hợp đồng với các đơn vị đối tác. Quốc nghiệp khẳng định đây không phải là clip mượn sự việc của người mẫu Ngọc Trinh gần đây để thu hút tương tác. Trước đó, vào ngày 21 tháng 10, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh clip nghệ sĩ siết Giang Quốc Cơ 39 tuổi, Giang Quốc Nghiệp 34 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, thực hiện các hành động nguy hiểm trên xe máy điện kéo dài hơn 30 giây theo clip hậu trường quá trình chồng đầu lên nhau một nghệ sĩ được buộc dây an toàn và lúc di chuyển có sự hỗ trợ của các thành viên trong đoàn làm phim khu vực thực hiện cảnh quay này được rào chắn cấm người lạ vào bên trong khi clip được dựng hoàn chỉnh thì các nội dung hậu trường được cắt bỏ đồng thời đơn vị sản xuất cũng để dòng chữ khuyến cáo được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định clip này được quay tại tuyến đường nội bộ trong khu chung cư Thuận Việt, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức khoảng 2 tháng trước và nội dung được quay là để quảng cáo cho một dòng xe máy điện. Hiện công an thành phố Thủ Đức tiến hành xác minh các giấy tờ mà các nghệ sĩ cung cấp để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.